Vâng, Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì em giới thiệu với cả nhà, đây là mai Đại Lộc ha. Thì một cái giống mai mà được khách rất là yêu thích luôn. Đây cả nhà xem nè, rất là nhiều cánh ha. Nụ thì ú nu nha, cái búp nè, nó rất là to. Và em khảo sát được là đa số là nó không có bị đốt 5 cánh nha cả nhà. Đây, em sẽ cho khách xem vài mẫu nữa nha. Đây, hiện tại là cái bông nó đang nở nè cả nhà. Đó, to bằng 4 ngón tay em luôn nha. Rất là nhiều cánh nha cả nhà. Cái nút nụ nè, nó cũng ú nu nha. Rồi cây này là em ghép được khoảng cỡ một mùa nha cả nhà. Cao khoảng cỡ 3 tấc ha, 3 tấc trở lên. Đó. Có một số cây thì nó khoảng là 3 tấc rưỡi nè. Từ 3 tấc đến 3 tấc rưỡi nha. Đây nút nụ như thế này. Đó. Cái này mình sưu tầm về mình làm giống nha cả nhà. Mình có thể lấy bo ha. Và với cái mặt hoa như thế này thì mình lấy bo mình tự tin hơn nha. Rồi, đây cả nhà xem nè. Trời ơi cây nè. Búp nè quá ú nu luôn nha cả nhà. Đó, nó lên chỉ cần một cái nụ thôi nó lên rất là nhiều cái búp. Đó cả nhà xem. Rồi, cây thì không khoảng cỡ 3 tấc. Đó, 3 tấc cho đến là 3 tấc rưỡi là nhiều nha. Cả nhà thấy là cái vàng nụ nè. Đó, ú nu nha. Rồi, quấn rễ thì đủ kiểu nha. Quấn rễ thì rất là... Đây, cả nhà xem. Đó. Đại Lộc là bông chùm nha cả nhà. Thì cái gốc này là gốc nhớt. Nó cỡ như cái đầu đũa lớn á cả nhà. Đó. Rồi ha, chỉ có 80.000 một cây nha. Và 5 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây thì em tặng một. Khách xem cây này nha. Đó, khảo sát xem nè. Hầu như là không bị đốc luôn nha cả nhà. Không bị đốc 5 cánh luôn nè. Cây này được 3 tấc rưỡi ha. Đây, có một số cây. Đây. Đó. Rồi. Cả nhà mình có thể lấy thêm với những cái giống khác nha. Một số cái gốc nè. Cả nhà thấy nè, đế cũ nở tự nhiên ha. Mời. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.